Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Thì khá là lâu rồi bên em chưa có đi bàn giao âm thanh ngoài tỉnh. Thì hôm nay là nhân ngày là sau 4 tháng 10, thành phố được đi 4 tỉnh là Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Thì hôm nay bên em sẽ tiếp tục xuống Bình Dương để tiến hành bàn giao cho anh khách tại Bình Dương một cái cấu hình dạng karaoke gia đình nha mọi người. Thì đây là anh khách, bây giờ em cũng tới nhà anh khách rồi. Và bây giờ em sẽ tiến hành xuống hàng và bàn giao cái cấu hình cho mọi người cùng xem nha. Đây là hàng quá nha mọi người. Hàng để một tí rồi em bóc ra em giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm nha. Dạ em chào anh ạ. Dạ bây giờ bên em xuống hàng và tiến hành lắp đặt cho mọi người. Đây là loa Wonderfield VK12. Cái đó không phải, cái đó của khách khác anh Minh ơi. Dạ đúng rồi, con vang số với bộ chuyên nguồn. Bây giờ em sẽ bốc hàng cho mọi người. Bốc hàng này lên hình cho nó đẹp đẹp xíu rồi giới thiệu cho mọi người luôn. Khá là lâu rồi mới đi bàn giao âm thanh ngoài tỉnh nên là rất là vui. Hàng quá đã xuống hết rồi nha mọi người. Đây là men Decam 066, cái súp điện 40, bộ micro VK720. Đây, micro VK720. Dòng này mấy bữa nay là gần như là cháy hàng luôn nha mọi người. Khách nào lên công ty lắp đặt dàn karaoke cũng lấy bộ này hết. Chống hú tốt mà tiếng sáng nữa. Đây là chia nguồn nha mọi người. Còn đây là vang số X6. Đây, giờ là anh kỹ thuật đang bóc loa 30W ra. Hãy lo nhập nước sơn rất là tốt nha mọi người. Một bọc mút đầy đủ hết. Không gian này cũng vừa thôi nha mọi người, không lớn cũng không nhỏ, mà với cấu hình này là dư sức rồi. Có 30 rồi thêm cái súp điện 40 nữa mà. Với cái cấu hình này, con men này mình còn nâng cấp được thêm một cặp loa 30 nhập khẩu y chang vậy nữa nha mọi người. Đêm nằm nhìn xa trời cao đánh. Tiếng súp rất là lực nha mọi người, cái này mới giặt riêu riêu thôi đó. Cái này ở tùy theo mỗi vùng miền nha mọi người. Có chỗ thì hít hát echo nhiều, còn có chỗ thì hít hát reverb nhiều. Cái này bên em sẽ setup vừa tầm, xong rồi một hồi hướng dẫn anh khách cách chỉnh echo reverb cho nó hợp lý luôn nha. Đa số thì bình thường nếu mà hát chặt chẽ thì mọi người hay hát reverb nhiều cho cái tiếng vang của nó, mọi người nó lớn một xíu. Mình hát bururu này kia thì mình hay xài nhiều ấy chứ. Như em á thì em thích hát reverb nhiều hơn echo nha mọi người. Này là mới dặn reverb cho hát vừa thôi nha mọi người, chứ không gian này dặn lớn là nó rè cái máy to trên này luôn à. Miền Trung đất bụi bụi xa, người miền Trung đã có nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó anh nhớ mong người ta.
kỹ thuật đang hướng dẫn. Em không biết đâu, chỉ cần xài 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này nó có chữ đúng không? Đúng rồi em. Mic lớn mic nhỏ này, mic chút lớn nhỏ này. Rồi đó chứ. Echo reverb, em nhìn vào echo reverb. Rồi có chữ rồi. Dạ. Yeah. Mắt em nhìn đâu có chữ rồi. Vậy là giờ em về Bluetooth đó. Anh kể lại điện thoại để em kết nối Bluetooth cho mình. Lo này nghe tiếng chép rất là đã nha mọi người. Tiếng nhạc sống nghe tiếng chép rất là sắc luôn. Vừa rồi là bên em đã bàn giao xong có hình rồi nha mọi người. Hát xong luôn rồi và bây giờ bên em sẽ tiến hành di chuyển về thành phố để tiếp tục công việc. Dạ rồi tụi em cảm ơn anh luôn nha. Có gì sau này anh có nâng cấp thì cứ việc gọi tụi em, hoặc là có thắc mắc gì kỹ thuật thì cũng gọi tụi em luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Như vậy là bên em đã hoàn thành xong việc bàn giao cái cấu hình cho anh khách tại Bình Dương nha mọi người. Thì nay là trời nó còn vẫn còn mưa, bây giờ bên em sẽ di chuyển qua điểm tiếp theo để bàn giao một cái số thiết bị mà mấy anh khách đặt mua online nha mọi người. Lâu lâu mới có chuyến đi được. Thì nếu anh em nào mà coi được video thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha, để theo dõi những chuyến bàn giao âm thanh tiếp theo của công ty âm thanh Thanh Huy. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi setup ngày hôm nay nha. Còn khách hàng nào mà muốn tư vấn mua thiết bị âm thanh thì có thể liên hệ với tụi em qua các số điện thoại phía trên màn hình nha. Tất cả sản phẩm đều hỗ trợ trả góp. Rồi, tạm biệt mọi người nha.